Học từ đầu.com xin giới thiệu cách để tạo ra một cái menu đa cấp. Ở đây tôi có một cái menu như sau. Di chuột qua food tức là thức ăn thì nó sẽ hiện ra là fruit tức là hoa quả và meat tức là thịt. Khi hiện di chuột qua fruit thì sẽ hiện lên quả màu vàng yellow và quả màu đỏ red. Khi di chuyển qua quả màu vàng thì sẽ hiện lên là Belola tức là quả chuối, còn quả màu đỏ là cherry là quả dâu. Cherry là quả gì, một cái quả gì đấy có màu đỏ. Thế còn khi mà di qua mix tức là thịt thì sẽ hiện lên beef là thịt bò, còn pork là thịt lợn. Thế thì làm sao để tạo ra được một cái menu đa cấp như thế này? Thế thì ở đây chúng ta phải chuẩn bị database. Thì để có thể tạo ra được cái database đấy thì ở đây chúng ta sử dụng một cái hình minh họa sau. Từ food này đưa ra fruits và mix từ 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 từng cái lại chia ra từng cái một như thế này. Đây là cái sơ đồ. Tôi có ba cái sơ đồ. Sơ đồ thứ nhất thì tôi không đánh số ID, tôi cứ để dùng tên thôi. Đấy là một cách làm. Sơ đồ thứ hai tôi đánh ID từ trên xuống dưới. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 từ trên dưới. Còn sơ đồ cuối cùng là tôi đánh số ID một cách ngẫu nhiên, tức là tôi đánh lung lung tung ở đây, không theo một cái quy luật nào cả nhá. Chúng ta thích đánh như nào cũng được. Thế thì cái food có ID là 5, cái fruit có ID là 1, cái yellow ID là 2, cherry ID có ID là 3. Thế thì bí quyết ở đây là gì? Bí quyết ở đây là tôi dựa vào cái ID cha. Tức là cái số 5 nó có con, nó sinh ra hai thằng con nó có ID là 1 và 9. Thế thì fruit 1 có ID cha là 5, mid có ID cha là 5, tương tự red và yellow có ID cha là 1. Beep và post thì có ID cha là 9. Đấy, thì bằng cách như thế thì chúng ta cứ duyệt qua những cái thằng ID có ID cha là 9 thì chúng ta sẽ tìm ra được thằng beep và thằng box là. Đấy là tôi minh họa cái ý tưởng của tôi. Thế còn để thực hiện hóa cái ý tưởng này thì chúng ta cần chuẩn bị một cái database. Thì ở đây các bạn thực hiện những cái lệnh tạo database. Create một cái table tên là menu, có những cái trường là trường ID, đây ID, trường name, đây name dạng n va cha, và parent ID là kiểu in parent ID đây. Đấy, sau đấy chúng ta insert những cái giá trị name và parent ID vào với những fruit có ID tự động nó cho là 1, yellow ID tự động là 2, cherry tự động là 3. Thế còn những cái số 5, 4, 1 là từ đâu ra thì chính là những cái con số mà tôi vừa nói với các bạn xong. Đấy, ví dụ fruit tại sao parent ID nó là 5, bởi vì fruit đây cha của nó là 5, parent là tức là cha. Tương tự yellow tại sao parent ID của nó lại là 1, bởi vì là yellow đây đúng không, thì đây cha nó là 1 đây, nên lấy lý do tại sao số này nó là 1. Tương tự bạn có thể suy luận ra những cái số khác. Thế thì sau khi đã tạo ra xong thì chúng ta có thể sử dụng lệnh select from menu. Chúng ta sẽ xem được cái bảng này, đây là cái bảng cuối cùng. Đấy, cái bảng cuối cùng nó như thế này. Thế thì làm sao để mà đưa được cái bảng này nó ra ngoài? Thì ở đây chúng ta đã đều biết cách để mà lấy dữ liệu ra rồi thì tôi không nói lại nữa. Thì cái quan trọng ở đây là chúng ta có một cái đoạn code. Như các bạn nhìn thấy đây là code nó khá là phức tạp đúng không? Thì ở đây cái sự phức tạp đấy nó chỉ là dành cho code nó đẹp thôi, bởi vì tất cả cái này nó thuộc về CSS. Nếu như các bạn bỏ CSS đi thì các bạn sẽ thấy được cái cách nó làm nhá. Đấy, ví dụ bây giờ tôi vi chuột qua này. Đấy, thế thì nếu như chúng ta view vào hiển thị tức là view vào kiểu của trang hay là page style và chọn là không không dùng đấy thì nó sẽ hiện ra cái bảng này, tức là chỉ hiện ra HTML của nó thôi. Thì cái phần chính của cái đoạn code này nó là cái đoạn ASP này, còn những cái phần này chỉ để mang tính chất màu mè cho đẹp và chúng ta cũng có thể xóa nó đi được. Đấy, thậm chí những cái div này nó chỉ mang tính chất là để cho CSS nó chạy thôi, chúng ta hoàn toàn có thể xóa đi đó. Thế nếu mà xóa đi thì nó sẽ như thế nào? Đấy, xóa đi thì nó chỉ có HTML thôi. Thế thì toàn bộ cái đoạn code vừa rồi nó chỉ có tác dụng là làm đẹp. Ví dụ như cái đoạn code là cái đoạn tự nhiên nó sinh ra nhá, ai cũng biết rồi đúng không, học HTML rồi. Style thì nó link tới một cái file CSS, cái file các bạn download trên mạng xuống rất là nhiều đúng không nào.
Đấy, thế còn cái if này là cái đoạn mà họ cung cấp cho mình thì mình thêm vào thôi, họ không cung cấp thì thôi. Rồi cái deep cũng vậy thôi, HTML của họ quy định viết nào thì mình viết vậy. Cái quan trọng nhất của cái code là chính là cái đoạn dòng này. Nó có vài dòng như này thôi. Đầu tiên chúng ta khai báo một cái biến con nào và cho một cái giá trị biến là bằng rỗng. Đấy, sau đó chúng ta tạo recursive và open. Nhớ là phải phẩy con ở đây, nhiều bạn quên. Chú ý là đây parent ID chính là cái ID cha. Thế thì ở đây nó có một cái lệnh rất quan trọng, tên thủ tục dấu cách không, tức là như nào khi nó gọi tên thủ tục dấu cách không thì cái số không sẽ truyền lên đây này, truyền lên parent ID đấy, và nó sẽ select sao from menu where parent ID bằng không. Thế cái lệnh này nó sẽ chạy ra cái gì? Cái lệnh đấy nó sẽ chạy ra cái thằng food này, chính là cái thằng parent ID bằng không, tức là cái thằng cao nhất, cái thằng mà không có một cái parent nào cả, food. Các bạn phải tưởng tượng bằng dựa vào cái hình đúng không? À, như bạn thấy rằng cái food nó là cái ở mức cao nhất, nó không có parent cái gì cả. Thì tất cả những cái thằng nào mà không có cha, cái thằng ở mức bên tay ta ngoài cùng bên trái này, nó đều không có parent thì nó sẽ parent ID bằng không. Đấy. Thế thì sau đấy nó dùng cái lệnh mà các bạn vẫn quen thuộc là while rs eof. Cái lệnh này thì khi mà dạy về cái trang web chat và một những cái bài cơ bản nhất về ASP tôi đã dạy rồi. Thế thì ở đây chúng ta sẽ bổ sung một số cái thẻ vào đúng nào? Thì những cái thẻ này là do các bạn download trên mạng được cái mã nguồn nào thì các bạn đưa cái thẻ đúng như thế vào. Ví dụ như ở đây là UL, LI chẳng hạn. Deep này, class bằng là UL này. Đấy. Thế thì khi đưa cái biến này vào thì ở đây chúng ta sẽ lấy cái tên cái name này ra, đúng không? Như các bạn đều biết rằng cái database này tên là test đúng không? Thế còn cái name này là gì thì nó chính là cái tên trường này. Còn cái database này thì tên là test đúng không? Thế có thể còn cái cơ sở dữ liệu này menu. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng chúng ta đã chọn cái bảng menu đúng không, và lấy cái trường name, bảng này tên là menu, chúng ta đã đều nhìn thấy này, table database tên là test. Đấy, và cái table là menu. Thế thì sau khi nó đã ghép vào rồi thì nó gọi tiếp cái tên thủ tục và RSID thì nó sẽ lấy tiếp cái gì ra? Nó sẽ lấy tiếp cái những tất cả cái thằng nào mà có parent ID bằng 5. Thế thì ở đây có thằng này này, mid này, parent ID bằng 5 này. Và fruit parent ID bằng 5 này. Thế là nó sẽ lấy được cái gì? Nó sẽ lấy được hai cái thằng này ra. Fruit và mid có parent ID bằng bằng 5. Thế tương tự như thế nó cứ lấy dần thì cái phép lập trình này người ta gọi là lập trình đệ quy. Tức là trong một hàm nó lại gọi chính ra cái hàm đấy. Đây là hàm tên thủ tục đúng không? Thì cái hàm tên thủ tục nó gọi ra chính hàm tên thủ tục đấy. Và dần dần như thế nó sẽ lấy được tất cả những cái giá trị ở bên trong ra. Đấy là các bạn có thể dùng cái này các bạn ghép vào những cái code khác. Tất nhiên khi ghép vào thì có thể chúng ta phải đổi những cái này đi để cho nó khác. Đấy. Và tiếp tục thì chúng ta rs chấm mục thôi. Thì chúng ta chú ý là lắp cái này vào cho nó đúng. Ví dụ như ở đây tôi lắp cái này là ở vị trí này mới là đúng, chứ nếu mà bạn nào lắp ở vị trí này đấy, lại là sai, tại vì như thế thì nó UL trên UL luôn, nó không thể cho cái giá trị vào giữa được. Đấy, thì bằng cách này chúng ta có thể làm được một cái menu có không những là hai cấp mà thậm chí 3, 4, 5, 6, 7 cấp cũng được. Nhưng mà chúng ta chú ý cách thiết kế cơ sở dữ liệu như thế. À, chúng ta chú ý một điều nữa đó là để làm được menu đa cấp thì ít ra chúng ta phải tự làm được menu một cấp đã. Chứ có nhiều bạn hỏi tôi cách làm menu đa cấp nhưng đến menu có một cấp các bạn cũng không làm được thì làm sao mà làm được menu đa cấp đúng không? Trước tiên chúng ta phải làm được menu một cấp đã. Menu một cấp thì dễ hơn rồi đúng không nào? Menu một cấp thì chúng ta không phải làm phức tạp như như này, chúng ta menu một cấp thì cũng không cần phải gọi cái này ra nữa mà chỉ cần đưa trực tiếp cái giá trị vào là xong, nó chỉ có một lần thôi. Đấy, menu nếu mà các bạn làm menu một cấp thì các bạn xóa cái dòng lệnh này đi và không cần phải cái trường parent ID nữa mà chúng ta cứ select sao from menu thôi. Thì cái bài menu một cấp thì tôi đã chữa rồi. Đấy, thì các bạn chú ý đấy là chúng ta cái dễ mà chúng ta chưa làm được, chúng ta không thể hiểu được cái khó đâu, chúng ta phải cố gắng.